Đây là thành quả của buổi sáng nay, chế cái quạt chạy ắc quy 12V. Đây, chạy động cơ motor brushless không chổi than 12V. Cái này mình mua trên mạng, mình về chế lại. Còn của nó, motor này của nó chạy ngược chiều kim đồng hồ nên không chế quạt được. Mình đã phải đục cái trục của nó để cho ngược lại đằng sau và lắp quạt như thế này. Và bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem chạy quạt nó chạy mạnh không. Chạy rất là mạnh luôn. Mạnh như là báo cấp 12 luôn. Tiếng kêu của nó thì như là động máy bay phản lực ấy. Một mình cầm máy quay nên hơi khó. Đây mình sẽ kẹp cho các bạn xem. Kêu của nó rất là mạnh luôn. Kia đấy, còn sau thì xa rồi. Gió thổi rất là mạnh luôn các bạn. Gió rất là dữ luôn. Cái quạt này mình sẽ chế thêm cái điều tốc để giảm tốc độ xuống. Còn mạnh này thì rất là mạnh nhưng mà tiếng kêu rất ồn, sẽ giảm xuống thì cho đã ồn, giảm tốc độ xuống cho đã ồn. Chạy 12V thôi các bạn, còn mạnh hơn cả quạt chạy điện 2220. Nghe tiếng như này tiếng như là quạt chạy công nghiệp, rất là mạnh luôn các bạn. Đấy, chạy 12V thôi. Động cơ này mua cũng mất gần 100.000. Ship về nhà nữa, tiền ship mình cắt ngang một lần thành mía tiền đồng cơ, ship mất 60.000. Dùng mã miễn phí vận chuyển giảm xuống còn 30.000 tiền ship nữa, thế là động cơ này mua vào là mất 120. Tiền chế cháo linh tinh nữa. Cái quạt điện mua cái quạt điện thì chỉ tầm 150-200 một cái quạt điện rồi, nhưng mà mất điện không dùng được. Còn các bạn mua cái quạt điện quạt chạy ắc quy ở ngoài chợ nó bán thì quạt đấy là dùng motor chổi than. Motor đấy dùng chỉ một thời gian mà nó sẽ hết chổi than, nó cứ đi thôi. Nhưng cái này chạy không chổi than. Rất là mạnh luôn. Cái bền của nó thì chưa mình chế mấy cái rồi. Mình dùng mất điện dùng liên tục, chưa thấy hỏng nó thì là. Còn lần này mình mua động cơ này nó mạnh hơn. Con động cơ trước mình mua thì chạy cả đêm một cái bình ắc quy như này, đây là cái xe điện cũ 12V 12A chạy cả đêm không hết. Còn con này chạy tiếp cái này chắc là nó sẽ nhanh hết điện hơn, nhưng mình chưa test thử thì mình mới mua cái loại động cơ này nó mạnh hơn, mình chưa biết là nó sẽ ắc quy này sẽ chạy được trong bao nhiêu tiếng. Các bạn nhìn các bạn kìa, tí bóng mình xa thì còn nó bay đấy, các bạn thấy chưa? Bóng ra xa thì nó bay hết rồi. Thôi, mình sẽ dừng video ở đây.